Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay tiếp tục là mình đi lùa dạo nha. Lùa dạo ở những cánh đồng. Cái điểm đánh á, những cái con kinh rất là nhỏ dọc theo cái mí lúa đó nha anh em. Mình đánh chuột loài ca thì mình cứ kéo đều đều tay thôi. Áp sần của nó khá là chuẩn rồi. Anh em câu con chuột loài ca á, khi con cá táp á là mình ngưng lại từ 2 đến 3 nhịp giùm mình nha. Dính. Mày. Mày. Mày tới giờ mới dính mày hả bởi. Hôm nay ngay ngày cá ăn cái gì anh em ơi. Câu hôm nay là giật là mỏi tay luôn, tét nách luôn. Không biết hôm nay ngay ngày cá ăn hay là con mồi của mình nó nhạy nữa. Kéo dài đường là đóng. Phê thiệt anh em ơi. Đó. Để hình khó ra muốn như thế này mình đánh chuột lại ra vẫn ổn nha anh em. Kéo ít bị vướng lắm. Dính.